Đây là một ngôi nhà từ thời Pháp đến giờ thưa quý vị. Thì ra đây là một cái trại giam nằm trong khu viên bệnh viện người ta vẫn giữ lại. Đây là khu trại giam nữ. Và đây là khu trại giam của nam. Bên trong phía sau của bệnh viện chỉ có một cái nhà rất là cổ xưa. Thì ra đây là một cái trại giam ngày xưa. Đây là những cái mảng tường thể hiện lịch thời gian. Chắc các bạn cái nhà ở đây nhà tù. Có nhiều công trình mà mình không có bao giờ biết nó tồn tại, như một cái nhà tù nằm phía sau bệnh viện nhiệt đới này. Tin Hải ở Sài Gòn rất là lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mới biết được nơi này. Và cũng xin thắp mấy nén nhang, tại vì nơi đây chắc cũng có những linh hồn. Tin Hải vào những chỗ này là nổi hết da gà. Và xin tặng lại một ít tiền để người trông coi ở đây mua hương. Nét thời gian thăng trầm vẫn tồn tại ở giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt Sài Gòn. Điện thoại Hải xin kính chào mọi người đang đứng ở phía sau bệnh viện nhiệt đới. Nhân hôm nay Hải đi xét nghiệm Covid để thực hiện chuyến bay rời xa Sài Gòn, rời xa Việt Nam để tới với Hoa Kỳ. Thì đi trong vòng trong cái khuôn viên này để quay cho mọi người ngắm bệnh viện nhiệt đới. Thì đi một vòng thì lại bắt gặp một công trình rất là xưa cổ, từ năm 1826, mình nhớ như vậy. Đây là một cái nơi chắc là thời Pháp mà. Nơi giam cầm đó. Và thường thường đi Thanh Hải đi vào những chỗ này thì quý vị thấy không, tay Thanh Hải là nổi lông lên và dựng đứng da gà, cảm giác như là những cái người xung quanh âm ở đây đang có ở đây, đó là những cái linh hồn và mình nổi hết da gà, râu dựng đứng. Và đang đi thăm thì gặp một chú mèo. Thường thường đi Thanh Hải cái sự cảm nhận nó rất là kỳ cục. Hồi nhỏ thì Thanh Hải thấy những hiện tượng lạ và người ta hay miêu tả đó là ma đó, nhưng mà Thanh Hải không có tin. Thì hôm nay đi vô đây rất là bất ngờ. Đi một vòng thì thấy một công trình xưa cổ nằm lọt thỏm ở giữa thành phố này. Và nhân tiện đó Thanh Hải quay lại cho mọi người biết nơi đây có một công trình như vậy. Và tuổi thọ của nó quá là lâu đời. Từ lúc ông bà cơ. Nghĩa là lúc đó Thiên Thần Hải chưa có hình thành hạt cát đang vương vấn ở đâu đó. Rất là cảm xúc khi đứng trước những công trình như thế này. Những công trình như thế này cần giữ gìn lại. Tại vì không phải cái gì mới cũng đẹp, cái gì mới cũng là sang trọng.
mà những công trình cổ này dù gì nó cũng mang trên mình rất nhiều vết tích của thời gian và trải qua biết bao nhiêu chuyện thăng trầm của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Ta vừa mới đứng đây hôm nay, nhưng mà lịch sử thì đã trước ta cả ngàn đời. Và đây là đi ra ngoài cổng. Là ngoài đường này là đường Võ Văn Kiệt, Đại lộ Đông Tây. Và đây là bệnh viện. Đây là bệnh viện nhiệt đới ở Sài Gòn. Địa chỉ 764 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5,